Mời mọi người xem tiếp tập 169 của bộ truyện Toàn cầu băng phong, ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Sau khi Ngô Thành Vũ liên lạc với gia đình của mình xong, cả đám học sinh cùng với hắn ta đi xuống hố tuyết tránh lạnh. Đột nhiên có người ở phía bên ngoài lớn giọng gọi, "Chúng tôi đến rồi." Anh chàng Ngô Thành Vũ mừng rỡ đứng dậy chạy đi, vừa đi vừa vui vẻ nói, "Bố tôi đến rồi." Ngay sau khi Ngô Thành Vũ chạy ra khỏi đường hầm tuyết, thì những người học sinh cũng chạy theo phía sau một bạn học sinh nào đó cũng không quên dìu cô giáo lương theo phía sau. Sau khi bạn học kia dìu cô giáo lương ra khỏi đường hầm băng, thì nhìn thấy những người học sinh đang đứng ngơ ngác phía trước. Phía trước những người học sinh này xuất hiện một nhóm người ăn mặc kín mít, vừa di chuyển tới đây bằng xe trượt tuyết chạy bằng xương. Cô giáo lương nhìn bọn họ mà thầm nghĩ, những người này chắc chắn là cựu chiến binh chinh chiến qua xa trường, hơn nữa còn là quân tinh nhuệ. Những người này xuống khỏi xe trượt tuyết chạy bằng xương liền thì thầm với nhau, trong khi bên này Ngô Thành Vũ lên tiếng nói, "Bố của tôi là Ngô Kiến Quốc, các người là người mà ông ấy phái đến đây để cứu chúng tôi sao?" Một ông chú trung niên có đôi chút gầy gò ốm yếu mở mũ bảo hộ ra nói, "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, bố ở đây." Anh chàng Ngô Thành Vũ nhìn ông chú trung niên trước mặt mình mà kinh ngạc. Trong trí nhớ của mình anh ta nhớ bố mình là một người thừa cân, người gầy gò này là bố của mình, đã gầy đến nỗi biến tướng rồi sao? Vì tận thế kéo tới quá bất ngờ, Thiếu đi lương thực nên đói đến gầy ốm như vậy. Anh chàng Thành Vũ liền chạy tới ôm lấy bố mình. "Bố, cuối cùng thì bố cũng đến rồi. Bố không biết khoảng thời gian này con đã sống như thế nào đâu." Ông bố ôm con trai trong lòng vỗ về, "Con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Ngay sau đó anh ta lắc đầu đẩy bố của mình ra, anh ta chất vấn bố mình, "Bố, sao lúc trước bố không phái người đến cứu chúng con ra ngoài, làm hại con phải chịu rất nhiều khổ cực, suýt chút nữa thì chết ở đây rồi." Ông bố liền nói đại tránh sự nghi ngờ của ông con, chuyện này cứ để sau nói đi, nói chung con không sao là tốt rồi, theo bố đi về đi. Những người đi theo ông bố của Ngô Thành Vũ tiến đến hỏi, nghe nói trường học của các cậu còn tích trữ rất nhiều vật tư ư? Mau dẫn đường, chúng tôi cần mang những vật tư này về căn cứ. Trong lúc căng thẳng như này cô giáo Lương thầm nhủ, không phải nói bọn họ đến cứu người sao? Sao để cả nửa ngày rồi mà không nhắc đến chuyện cứu người, ngược lại còn nghe ngóng đến vật tư trước. Anh chàng Thành Vũ nói, Vật tư ở bên dưới lớp tuyết, nhưng ở đây có một con quái vật biến dị, chúng tôi không dám qua đó." Người mặc bộ đồ chống lạnh kia nói. "Không sao, bất kỳ quái vật gì xuất hiện, chúng tôi đều sẽ xử lý nó. Người bạn nhỏ cậu dẫn đường cho chúng tôi đi." Anh chàng Ngô Thành Vũ nghe đến đây liền sợ xanh mặt, không biết phải nói như thế nào, miệng ấm a à ấp úng, "Tôi, tôi." Người mặc đồ chống lạnh bước tới vỗ vai động viên, "Cậu yên tâm, chúng tôi có kinh nghiệm đối phó với sinh vật biến dị." cậu không cần phải lo lắng. Ngay lúc này anh ta liền chỉ tay tới cô giáo lương đang ở phía sau rồi nói. Thực ra chuyện tìm vật tư vấn luôn là do cô giáo lương của tôi làm. Cô ấy rõ vị trí của vật tư hơn tôi. Cô giáo lương nhìn học sinh của mình trong sự ngớ ngàng. Ngay sau đó cô giáo lương thở dài một hơi rồi nhận lời dẫn đường. Để tôi dẫn đường cho các người đi lấy vật tư. Nói xong liền thực hành ngay và luôn. Cô giáo lương dẫn đường cho đám người này đi tới nơi cất trữ vật tư. Người đi cuối cùng của nhóm người do Thành Vũ gọi tới liền nói, Mọi người không cần lo lắng, sau đó chúng tôi đương nhiên sẽ sắp xếp cho mọi người. Đám học sinh này nhìn những người mặc đồ chống lạnh này mà đổ mồ hôi lạnh, tất cả mọi người trong đầu đều có cùng một suy nghĩ, cứ có cảm giác bầu không khí không được đúng lắm, không giống với lúc đầu nói. Một thời gian trôi qua, sau khi nhóm người mặc đồ chống lạnh này đi theo cô giáo lương tới nơi cất trữ vật tư, đột nhiên có một người nhô ra khỏi đường hầm chỉ tay rồi nói, "Cậu, qua đây chuyển đồ đi." Những người học sinh bị người mà Thành Vũ gọi tới chỉ thì có chút lo sợ, nhưng cùng đành phải chạy tới giúp đỡ. Sau đó những nam học sinh liên giúp chuyển vật tư lên xe trượt tuyết chạy bằng xương, những học sinh này thì thầm với nhau, không phải bọn họ đến đây để cứu chúng ta sao? Vì sao còn để chúng ta làm việc?